Ok, chào mừng các bạn đã đến với tập thứ 9 của Dead Space. Không gian chết. Trò này thì có 3 phần nha các bạn. Phần 1 nó dài vãi. Này là tập thứ 9 rồi đó. Rồi mở khóa được gì? Bữa nay mình thử thôi không được thử. Quá mạo hiểm. Mình tính để cái súng này vô bắn nè, mà cái súng này bắn chậm đó. Thôi, dẹp luôn. Nó bắn từng viên một các bạn. Đã vì mà nó còn bắn chậm nữa thì thôi, không có đủ khả năng để chặn đứng tụi nó tấn công, kiểu tụi nó tấn công bây giờ đánh tấn công theo đám không à, bắn từng viên thì không kịp. Ok, mở cửa bạn ơi. Nữa. Sao tôi làm biến vô mấy chỗ này dữ hả? Mấy chỗ mà không có trọng lực. Rồi làm gì đây? Mấy cái cục xanh xanh này làm gì ta? What? Mấy cục này sẽ lè làm gì trời? Ồ các bạn ơi, mình thấy rồi. Mấy cục này là phóng xạ hạt nhân đó. Mình nghe cái tiếng nè. Nghe tiếng rắc 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 nè. Nè, mấy cái lỗ này nè, thấy không? Mình đang chỉ vô nè. Là chứa tên lửa hạt nhân, tên lửa bom nguyên tử á. Oh shit. Rồi, bay xuống coi. Mấy cái cục màu xanh này là làm cái nồi gì? Còn cái này oxy, hình như nó mình phải bắn cái này nè các bạn ơi. Phá hết những cái này. Mình thấy nó cho không khí là thấy hơi nghi nghi gì đó. Rồi nín thở nha, trời ơi, làm gì đây? Cái gì? Quăng mấy cục này bỏ nè, chứ gì? Ủa gì á? Thì ra là mày. Nó bắn mình các bạn, bắn lén. Còn cái con này nữa. Mày nè, mày nè. Mày nè. Bắn ra ngoài nè. Radioactive material removed. Radioactive material removed. Sắp hết oxy rồi. Bơm lại. Yeah. Ôi da. Mẹ em. Mát mày gà. Mát mày gà. Mất dạy. Đâu nữa? Đi đây. Rồi, quăng ra ngoài. Radioactive material removed. Quăng ra ngoài. Ôi. Radioactive material removed. Radiation hazard. Rồi xong. Safety lock released. Trả lại oxy cho tôi không thở được nữa. Làm gì đây? Ok. Nó kêu mình bay vô.
Xong rồi đó các bạn, mình quăng mấy cái cục đó ra ngoài vũ trụ. Yeah. Ôi ơi, nghe thấy à, thấy cái gì mới chạy nè. Cái con gì mới chạy ngang nè. Nghi lắm. I'm reading massive damage, so you may need to find an alternate route to get there. Rồi, chúng ta sell game thôi. Chỗ này là gì đây? Rút ra được không? Trời ơi các bạn ơi. Ê cái gì kìa, con gì kìa. Trời ơi con đó nó nhanh lắm các bạn. Nó rất là nhanh. Nè mấy á, mấy ông này có bộ giáp giống mình nè, nhưng mà bị nó giết rồi. Hai người nè. Oh my god. Mấy anh này chắc cũng là thuộc bảo vệ này nọ vậy đó. Wow. Hôm nay lắm với cái con này, con bộ mệt rồi nha. Con này nó có tốc độ đó các bạn. Nó chạy nhanh lắm đó. Oh shit. Con này là ship vào cái hàng mà quái vật mà tốc độ. Ủa, kéo qua. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Này đây. Chết nè. Ủa kìa nó nhanh kìa. Oh oh my god. Nó chạy như là một vận động viên marathon như đó các bạn. Ghê lắm. Con này mà các bạn lơ là chết với nó liền. Nhìn cái mặt nó cũng ghê nữa. Đâu? Ê, kìa. Dạ. Thấy chưa? Con này chắc phải sử dụng cái súng mạnh để bắn nó. Quăng. Hello. Tôi nghe thấy cái tiếng gì đó rất là ghê. Hello. Sao nhiều mấy cái cục. Ồ. Rồi mắc rồi, mắc điện rồi. Mày nè con. Ow. Nó định biến mấy cái xác này thành quái vật để thịt mình. Chắc tao để yên cho mày biến à. Xì. Mình sẽ lấy cục này gắn vô đây. Để vô cửa này coi. Rồi bích tệ. Hết hồn má ơi. I need to speak with you. Các bạn chơi game này mà các bạn đeo tai nghe là mệt á. Listen to me. There isn't much time. Có một số trò chơi game hành động kinh dị á thì các bạn nên đeo tai nghe ha. Chẳng hạn như cái trò Outlast. Các bạn chơi Outlast mà các bạn đeo tai nghe, một cái tai nghe xịn ha, là các bạn sẽ được biết thế nào là sợ hãi. Cảm thanh của Outlast làm rất hay, rất là ghê.
thì chúng ma theo tôi. Mày hả? Mày nè, mày nè, chưa chết mày. Bọn này ghê đấy. Mày nè. Ôi trời. Rồi còn con nào nữa không? Chết hết rồi hả? Ui trong đây nhiều súng nè các bạn. Nhưng rất tiếc mình mấy cây này mình có rồi. Ôi đang cầm cái chân của ổng kìa. Rồi xong phim. Đau đớn lắm đó các bạn. Đang cầm cái chân của chính mình. Oh shit. Ui laser, máy laser. Rất là nguy hiểm các bạn. Cái máy laser nó bắn lại đứt làm hai luôn. Chạy qua. Láo. Thôi mình lấy được cái gì nè. Mình mở khóa được cái gì đó các bạn. Mình phải lại cái cửa hàng mới được. Con nào la ghê gì. Ê ui da, đứng gần cái bọn này nguy hiểm quá. Ồ. Một cái chỗ rộng lớn như thế này là thường thường tụi nó sẽ đánh nha rất là dữ. Baby. Baby. Ok chết, chết một mình luôn kìa. Nó đi trúng cái chỗ đó nó chết luôn các bạn. Vô đây. Ờ. Vô đây. Còn mày ngu lắm. Cái con mà nó chạy nhanh các bạn nó ngu lắm. Nó chạy trúng ngay cái chỗ đó luôn. Là nó chết ngắt. Wow, đại nhiều thế.
Các bạn thấy mình nói chính xác không? Hồi nãy mình nói cái chỗ mà rộng rộng như thế này là tụi nó xuất hiện rất là nhiều. Game nó sắp đặt hết rồi. Đây. Ủa, mình tưởng cái đó khó. À đây, đây là chỗ bắt đầu đây. Hồi nãy mình mở khóa được cái gì ta? Để coi coi. À, mở khóa được cái bỏ bớt cái này đi. Bán. Mở khóa được cái này nè các bạn. Cái máu, máu lớn. Đây, mua. Chỗ này nó sắp nổ tung tới nơi rồi các bạn ơi. Nãy giờ nó rung lắc quá trời nè. Phi thuyền này không thể nào mà sử dụng được nữa. Ê anh kia, người sống kìa. Vui quá. Kiểu như các bạn gặp đồng loại của mình mà còn sống ấy, mình rất là vui mừng. Nhưng mà anh thanh niên này nó chạy vô đây rồi nó khóa cửa luôn rồi. Khủng khiếp. Kiểu như nó sợ hãi quá các bạn. Quá trời rung lắc rồi các bạn ơi. Chỗ này quá ghê rồi. Sắp nổ rồi. Cái gì vậy ta? Gì ghê vậy? Đây là sao? Trời ơi. À rồi 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 hiểu. Cái này kéo là để cho mình đi nè. Ố. Ôi da. Ok. Mình sẽ bắn bên đây nữa. Kiểu như là mình sẽ phá những cái cầu chì các bạn. Đây. Một cái, hai cái. Ui. Lỡ rồi đứng bắn luôn. Ô vậy là xong rồi, nghỉ rồi. Kệ mình chịu đốt vài lần đi. Ow. 10 các bạn. Chỗ mình đang ngồi chơi mưa. Oh my god. You've got it. That's the piece we need. Get to the crew deck. Đây rồi. Oh no. Giọt lẻ, nổ quá trời nổ rồi nè. Oh no. Anh da đen. Cứu tôi. Có một lớp kính bảo vệ ở đây mình không qua được. Oh. Chắc là mình không bắn xuyên được. No. Xong luôn, nó xử anh da đen luôn rồi. Oh no. Oh shit. Mình đó không làm là nó sẽ... Đó, bắn qua đây, nó phóng qua đây nè. Quên, tì chiêu,
cho mày chậm nè. Nó yếu rồi. Cho mày quả này đi. Không biết có giết được nó không. Cho mày nè. Yeah. Phải như thế chứ. Mình đã hạ được nó rồi. Ổng chuẩn này tập cuối á. Đúng không? Nhìn cái ngõ này là nhìn thấy giống tập cuối vậy. Catastrophic failure of fuel containment. Evacuate the vessel immediately. Từ từ thôi mấy anh ơi, nổ vừa phải thôi. Cho tôi con đường sống đi mà. Cho tôi con đường trở về nhà. Trở về trái đất thân yêu của tôi. Sell game cái đã. Giờ tôi chỉ muốn đi về trái đất của mình thôi. Tôi không muốn đi ngoài vũ trụ này nữa. Ngoài này toàn quái vật. Gớp thế mẹ. Hả? Ra ngoài này chúng ta lại tắt thở nữa. Nó kêu mình bay đi đâu vậy? Trời ơi trời. Nó nổ mà không thấy đường đi luôn á các bạn. Ở đây 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 đây. Nổ mà mình không thể nào nhìn thấy đường để đi. Đây. Exiting zero gravity. Mở cửa. Hên quá trong đây không nổ. Hết hồn mày. Đùa nhau à. Coi coi thằng xác con này nó như thế nào vậy. Nhìn quái vãi. Ui. Ôi trời. Các bạn thấy rõ không? Các bạn có thấy nó không? Quá tởm. Đó là lý do vì sao mà con người không nên ra ngoài vũ trụ. Ra ngoài vũ trụ. Ra khỏi trái đất là gặp cái thứ này nè. Là xong rồi. Giờ trong cái đầu nó có cái gì nhúc nhích nữa kìa. Ok. Vậy là video của mình tới đây là kết thúc nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập 9 của Dead Space. Tiếp theo sẽ là tập 10, tập 11, tập 12 gì đó. Mình cũng không biết nữa. Không biết bao nhiêu tập nữa nó sẽ kết thúc đây. Rồi tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn vào cái tập tiếp theo.